Kuala Lumpur mình xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2018. Mình còn xin giới thiệu một số loại lan. Cô chú thích mã số nào thì cứ ghi lại mã số và gọi điện cho bên con. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ phường Lan ở phường 4, Tuyến Chánh, phố Tân An, Long An. Hôm nay con xin giới thiệu một dòng là chậm Paraxy. Có nhiều giá khác nhau. Đây là mặt hoa của nó. Hoa có hương thơm. Chậm Paraxy. Đây là dòng mã số 1. Ba trăm năm mươi nghìn, ba mầm con, hai thân già, thân thì đang có 1, 2, 3, 4, 5, hai thân có 5 kg. Ba trăm năm mươi nghìn. Tiếp theo là dòng mã số 2. Như vậy là 250 nghìn. Ba bông tơ, một thân già. Ba bông tơ, một thân già. Thân già thì dài khoảng được 20 cm. Giờ đây là 250 nghìn. Giờ số 2. Chậm Paraxy. Tiếp theo là giờ số 3. Ba trăm năm mươi nghìn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 1, 2, 6 thân tơ. Hai, ba, bốn, năm, năm thân tơ, năm thân già. Đây là 350 nghìn. Thân già nhất được 21, 22 cm. Giờ số 3, 350 nghìn. 5 thân tơ, 5 thân già. Giờ số 4, 300. 2 thân tơ, 4 thân già. 300. Thân dài nhất được 14, 15 cm. Mã số 4. Thân dài nhất được 14, 15 cm. Tiếp theo là giờ mã số 5. 300 nghìn. 4 thân tơ, 2 thân già. Mã số 5.
Đây giò mã số 6, 250.000. Một thân già, một thân tơ. Số 6, 250.000. Thân dài nhất được khoảng 15 cm. Này chuẩn bị lên một vòng con nữa. Đây, đang chuẩn bị lên một vòng con nữa. Mã số 6, 250.000. Tiếp theo, đây là giờ mã số 7. Bốn thân lớn nhỏ, cái thân đây có 1 kg. Mã số 7, 300.000. Thân dài nhất được khoảng 10 cm, 300.000. Mã số 7, số 8, 250.000. Bốn thân lớn nhỏ, thân dài nhất được 13-14 cm. Đây, 12 cm, 11-12 cm. Và số 8, 250.000. Chầm ba ra xì. Đây là mã số cuối cùng, mã số 9. Ba thân lớn nhỏ, 200.000. Các cô chú thích mã số nào cứ ghi lại mã số và gọi điện cho bên con. Số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ phường La Thông, phường 4, tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An.